Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì bữa nay giới thiệu cho anh em mấy cái mẫu áo lồng với sào nha anh em, sào áo sào ha. Anh em có cần mẫu nào alo em nha anh em, có nhu cầu alo em ha, hoặc là anh em tham khảo nha anh em. Thì bên em thì như là quần áo ngụy trang, liều lụp đầy đủ cho nhiều mặt hàng lắm nha anh em. Thì đầu tiên làm giới thiệu cho anh em là một cái áo lụp nha. Thì cái áo lụp này áo lụp nó không có cái quai đeo nghe nè, không quai đeo ha, nó có dây rút hai đầu ha, đọc trên đọc dưới luôn nghe nè, kéo nè, kéo bằng kim loại nghe nè. Thì cái áo lụp không có quai đeo này thì mình cầm nghe nè. Thì cái áo lụp này hiện tại thì em đang bán giá là 60 nghe nè, 60 ha. Anh em có mẫu, anh em có như tham khảo mẫu này nghe nè, cầu alo em ha, số điện thoại em để trên tiêu đề nè, anh em điện số đó nhắn tin Zalo ha. Rồi cái tiếp tục làm giới thiệu cho anh em cái mẫu áo lụp có quai đeo nghe nè, quai đeo ha, quai đeo là nó mai dính liền vô trong cái áo luôn nghe nè, liền luôn ha, mai trong. Thì cái loại có quai đeo này em đang bán giá là 80 nghe nè, 80 ha. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một mẫu nữa nghe nè. Thì cái mẫu này là anh em xài nhiều nhất, xài nhiều nhất luôn nè. Thì cái mẫu này là cái áo lực có cái quai đeo mà cái móc có móc tháo tháo gợi nè, tháo ra tháo vô thì móc có móc bằng cái nóc ha, cái nóc này nè. Thì cái áo lụp này thì em đang bán là giá là 100 ngàn nha anh em, 100 ngàn ha. Còn cái áo lụp này là cái áo lụp đôi nghe nè, áo lụp đôi ha. Thì mỗi bên về đây là nó riêng riêng ra trên nghe nè, riêng trên ha, riêng trên nghe nè. Riêng trên nghe nè. Thì cái áo lụp đôi này thì em may bằng giải kaki nghe nè, giải kaki dày nha, giải kaki này thì bền lắm. Và đặc biệt là nó bền, bền màu luôn nha nè, bền màu luôn. Thì nó có cái dây chấm giữa mình tách ra nè, kéo nè, còn hai bên riêng. Thì áo lụp này thì em đang bán giá là 201 nha nè, mốt ha, thì xào nha nè. Xào thì anh em mua xào thì bên em có tặng mốt cho anh em luôn nha nè. Này áo xào, thì áo xào này thì may mình giải kaki luôn nha nè, giải kaki vậy thì kéo xào gì đây là 90 90.000 nha nè, dày lắm. Cái có quai đeo nha, thì nó có như là 1m2, 1m4, 1m6 đầy đủ nha nè. Em yêu cầu alo em ha, áo xào nha nè. Sẵn quay cái cặp mới bắt cặp chim này nha nè. Thì cặp chim này là em gửi về Đức Đức Linh Bình Thuận nha nè. Bình Thuận ha, em mới bắt trong cái chuộng trong mấy con gà mà nó vô nó ăn ở trong á, mấy con gà nè, chuồng nó ra mở quên đóng cửa lại nó vô đây. Đây có bắn Kumalai nha nè, anh em nhu cầu một con gói Malai alo em ha. Anh em cần mua cua mồi alo em nghe nè. Thì cua mồi thì em sẽ gửi, em quay video em gửi qua cho anh em ha. Thì cái số điện thoại em để trên tiêu đề á, anh em điện số đó nhắn tin Zalo nha anh em. Thì khi con nào nó gù gáy đó thì em sẽ quay gửi qua cho anh em ha. Rồi khi này thì mới ra bắt anh em, mới bắt thì mới đi ra thì nó nhát, nó còn nhát, nó chưa có ấy, ngay ngồi đứng chút xíu là nó gáy dữ lắm. Đù. Con nha nè. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em. Thì anh em có nhu cầu mua cô gái thì alo em luôn ha. Thì ngoài ra dụng cụ săn bắt nha, là cô gái thức ăn khoáng ngũ cốc liều lụp bên em đều có bán đầy đủ nha anh em.
chim giả có bán luôn ha, nhưng cúc rất quyền biệt thế nè.